Xui khiến thì về bằng đêm gặp vợ đang ngoại tình, cho nên kêu vợ mặc đồ vô thì thằng nó có đập sau lưng. Bắt tại trận luôn. Anh bắt tại trận luôn, hai người đang làm luôn. Dạ. Trời, tại nhà mình hả? Rồi là em đang nói chuyện với vợ thì bị nó đập sau lưng, là từ ai đập? Đập sau đầu bằng chai bia của hai đứa uống. Ai đập anh? À, thằng bồ của vợ. Tại sao mà nó là cướp vợ mình mà sao nó dám đập mình? Cho nên bữa nay á, là bếp lên đây là mong cái sự chân thật của người đàn bà nào không cần giàu có gì, miễn yêu thương nhau thật lòng mà lo bếp trong cái lúc này khoảng chừng 3 tuần nữa là lành tay. Bếp sẽ đi làm lo người đó lại cả đời còn lại, không màng nói à, nặng nhẹ gì. Tại vì nghề của bếp ra thị trường bây giờ làm ở đâu cũng được hết, lúc nào cũng tiễn, từ 650 đến 700 ngàn một ngày. Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn quay trở lại câu chuyện ngày hôm nay. Hôm nay một câu chuyện cũng khá đặc biệt và cũng khá là phức tạp. Một anh trai trước mặt quý vị đây đã lặn lội từ một tỉnh rất xa lên Biên Hòa lên đây nhờ anh em kết nối tìm kiếm một nửa yêu thương của mình. Thì liệu trong chương trình ngày hôm nay anh có tìm được một nửa yêu thương đúng theo cái ý muốn của mình hay không? Và cái yêu cầu anh đưa ra cũng khá đặc biệt và nó cũng hơi gọi là căng thẳng một chút. Thì ngày hôm nay anh em mình sẽ chia sẻ câu chuyện này gửi đến toàn thể quý vị và các bạn. Thì trước khi vào câu chuyện cũng xin nhắn gửi đến toàn thể mọi người, nếu ai gặp khó khăn trong cuộc sống, nếu ai gặp chuyện bất bình trong xã hội, nếu ai muốn tìm kiếm vợ chồng bỏ đi, tìm kiếm con bỏ đi, thì hãy liên hệ với anh em có số điện thoại trên màn hình. Anh em sẽ giúp đỡ toàn thể mọi người một cách nhiệt tình và miễn phí. Bây giờ xin mời mọi người lắng nghe chi tiết câu chuyện ngày hôm nay. Rồi thay mặt anh em xin chào anh nhé. Trước hết anh giới thiệu cho mọi người biết là mình tên gì, bao nhiêu tuổi rồi? Em tên Nguyễn Nhân Bíp, sinh ngày 19 tháng 7 1982, quê quán thành phố Sa Đéc. Bên Huy Hùng có bán nước cốt nhàu ở nhà tự làm, ủ 6 tháng thì nó mới được như cái hình bên cái chai này. Chị nhức mỏi này, đau nhức này, các vấn đề về xương khớp, huyết áp cao. Quý vị và các bạn ủng hộ Huy Hùng, mua hàng thì hãy gọi điện số điện thoại trên màn hình này. Huy Hùng sẽ giao hàng tận nơi. Xin cảm ơn quý vị và các bạn. Đồng Tháp. Rồi, cũng từng là có nhà có cửa, nhưng mà do chị em lúc bà già mắt cho nên không cho hay để em về, cho nên là chiếm đoạt hết. Nhưng mà em cũng không màng, tại vì mình nghĩ là trong tay mình có cái nghề thì mình làm ra sẽ có ngày mình được thôi. Cho nên em không muốn giành với mấy bà chị. Nhưng hiện bây giờ sống cũng lúc trước cũng từng có vợ đàng hoàng. Ôi giờ mình đâu? Vợ thì nói chung á, thì mình lo làm quá, rồi vợ nó đi theo thằng thợ ôm tài sản đi cũng rất lớn. Lại vợ đi theo trai à? Dạ. Ôm bao nhiêu tiền đi? Ôm 6 tỷ mấy đi. Trời. Nhưng mà mình cũng không có, là có tìm một thời gian cũng mấy tháng, nhưng mà tìm hoài không được, thôi cũng quay về làm lại. Vợ theo thằng thợ là sao? Cũng như là nó là thằng thợ của em. Ồ, anh là chủ tiệm à? Dạ. Anh là chủ tiệm gì? Tiệm cửa sắt, cửa nhôm kính, ngay ngã sáu An Phú. À, nó thằng lính làm cho mình. Dạ. Mỗi lần mà mình đi công trình á thì nó lại là nó nghỉ, nó không chịu đi. Thì mình đâu có biết lý do là sao. Có đợt đó là đi Yên Bái, là em lãnh công trình ở Yên Bái, là cái nhà xưởng 800.000 m², là em là chuyên lập tôn kéo đồng tay bắn tôn 5 m cho công ty Đại Tín Phát. Rồi vợ ở nhà lúc trước có ga thì mới về là có ga đi đi về về hàng tuần, nhưng mà mình thấy mỗi lần mình về chi phí nó quá nặng cho nên mình không có đi đi về về. Rồi bữa đó làm xui khiến thì về bằng đêm gặp vợ đang ngoại tình, cho nên kêu vợ mặc đồ vô thì thằng nó có đập sau lưng. Bắt tại trận luôn. Anh bắt dạ. Tại trận luôn, hai người đang làm luôn. Dạ. Trời, tại nhà mình hả? Rồi là em đang nói chuyện với vợ thì bị nó đập sau lưng, là từ ai đập? Đập sau đầu bằng chai bia của hai đứa uống. Ai đập anh? À, thằng bồ của vợ. Tại sao mà nó là cướp vợ mình mà sao nó dám đập mình? Thì đang nói chuyện với vợ nè, nó đập là nó tẩu thoát. Tại vì lúc trước là em đang phá cửa lại rồi, em vô là em phá cửa lại luôn mà. Cho nên á, là ở vậy tới bây giờ. Hiện giờ á, thì cũng không có cha không có mẹ. Lúc mình bắt tại trận là bắt tại nhà mình hay ở đâu? Nhà của em luôn. Trong giường của mình luôn hay ở đâu? Ngay phường Phú Hòa luôn. Nhưng mà trong giường của mình luôn à? Dạ, trong khu vực của tiệm của em mà. Rồi nó có mặc đồ không? Không, mà em vẫn cho mặc đồ vô đàng hoàng. Trời. Mà hồi xưa thì không có xài cái máy cảm ứng này. Không có quay được đúng không? Dạ. Cho nên đó, em kêu vợ mặc đồ là vô, đang đứng nói chuyện ở bếp đó, thì nó sau lưng nó đập tới là thẹo vẫn còn. Nó là cho nên em nghĩ như vậy, em buồn thời gian là cũng vào trầm cảm, cho nên sau này tự mình đứng lên lại làm. Ừ, khi mà mình bắt tại trận đó thì mình nói với vợ sao? Thì nói sao em làm như vậy? Anh đâu có em đâu, ở nhà em chỉ coi tiệm đâu có thiếu thốn gì đâu, mà sao nỡ đành em làm như vậy? Thì chị vợ trả lời á, ta không có cần tiền mà ta chỉ cần cái nhu cầu thôi. Trời ơi. Do mày đi làm mày mấy tháng mới về không? Thì lúc đó mình có gương gương nước mắt, nhưng mà mình vẫn bấm răng mình chịu, là tại lúc đó đầu mình đã ra máu rồi, mình đã đi viện, là hai đứa ở nhà là tự động đi hết.
Cho nên là mình trắng tay rồi mới bán cái miếng đất đó để mình trả tiền cho thợ mà mình đang làm ở ngoài Yên Bái. Là cho nên là đi làm mướn tới bây giờ. Nhưng mà không may thì cũng lãnh có mấy cái công trình, nhưng mà bị giật không, mới vừa rồi bị giật ở xuyên á, giờ quay bị tai nạn này. Cho nên bữa nay á, là bếp lên đây là mong cái sự chân thật của người đàn bà nào không cần giàu có gì, miễn yêu thương nhau thật lòng mà lo bếp trong cái lúc này khoảng chừng 3 tuần nữa là lành tay. Bếp sẽ đi làm lo người đó lại cả đời còn lại, không màng nói nặng nhẹ gì. Tại vì nghề của bếp ra thị trường bây giờ làm ở đâu cũng được hết, lúc nào cũng tiễn, từ 650 đến 700 ngàn một ngày. Nó mong các bạn ở trên này dòm cái clip này, là thương là bếp không cha mẹ và không có người thân, có chị em nhưng mà một mẹ khác cha, đã dành đất ở dưới quê cho nên không tâm bếp, không có về quê nữa. Rồi thế là khi đó anh có tiệm ở đó thì phát hiện cho vợ mình theo trai là sao vợ nó cũng bỏ đi luôn hả? Dạ. Có đứa con nào chung không anh? Viện rồi. Có con chung không? Dạ có đứa con, hiện giờ nó đang nuôi. Ồ, là cái thằng nhân tình lúc đó mình bắt tại chỗ nó có nói gì mình không? Không, nó chỉ nằm nó kéo đồ vô thôi, nhưng mà mình lo nói chuyện với vợ là ngay cái bếp là ngay cái toilet luôn đó. Không để ý. Không để ý, cho nên ngoài sau là cái bia kết bia mà hồi xưa là bia... Bia chai mà chai bông lúa, thứ loại con cọp á, thì nó đập là thẹo giờ vẫn còn nó đang nguyên đường. Cho nên lúc đó mình trốn là mình sẽ lo tự mình đi viện chứ con vợ chưa lo cho mình nữa. Nó theo trai ghê vậy hả? Rồi bắt đầu là tới chừng mình xuất viện về là thấy cái nhà trống trơn, cho nên phải đành bán đặng trả tiền công nhân cho anh em đang trước, làm ở ngoài Yên Bái. Trước đó mình có phát hiện nha vợ theo trai chưa? Hay là hôm đó vô tình mình không, về? Vô bữa đó vô tình nhớ thằng con bay đi về bất tử thôi. Anh từ ngoài Bắc anh bay vô đây hả? Dạ lúc đó làm công trình Yên Bái, tại Yên Bái luôn. Là cái công ty đó là 8.000 m² lập tôn. Ừ, cũng làm anh lớn đó hả? Là vợ cái... trẻ không? Bao nhiêu tuổi? Dạ vợ thì là lớn hơn em 4 tuổi. Nhưng mà sung dữ vậy hả? Dạ. Lúc đó là giờ đọc lên chi mất công cũng lâu rồi, thôi coi như chúc người đó ly dị hả? Dạ thì giờ mình đọc tên ta lên đi cũng 10 năm rồi. Không nói tên. Nhưng mà mong người đó giờ sống với thằng đó được hạnh phúc. Chứ nó là dân xì ke em biết mà. Bây giờ vợ còn sống với người đó không? Còn sống cũng 3-4 mặt con gì nữa rồi. Trời ơi. Nhưng mà đối với mình á, chỉ đến đây là nhờ anh em bên anh Hùng rồi YouTuber là lên cái clip này, là không phải là người mình là để cái người mà đến nỗi mà sự thật mà tệ như mấy chị trên đây hoặc là mấy em. Anh hứa trong cuộc đời năm nay 42 tuổi đầu, nếu mà trong lúc này ai không cần đẹp xấu gì, miễn biết lo làm ăn, lo cho Tâm trong lúc mà đi rửa thương này là nó lành kéo mài xong, Tâm sẽ đi làm lo người đó nửa đời còn lại, đến chết thì thôi. Mà đặc biệt Tâm không biết rượu chè, không biết gái gú, không biết chơi bờ, chỉ có cà phê thuốc thôi, ngoài ra ăn nhậu không biết. Anh là người làm thợ sắt. Là hiện bây giờ Tâm đang có nghề, nếu mà tay lành thì về quận 12 đứng tiệm là một ngày 650, ngay chân đường Nguyễn Thị Na, tiệm của anh Lộc, là làm bên mỹ nghệ, sắt mỹ nghệ bây giờ là mấy cửa cổng rồi đó. Tay là... nghề anh là cứng không? Đuôn ra bản vẽ làm hết mà. Nếu mà cái tay này không bị, sáng này nãy sáng này có vô anh Lộc thử, nhưng mà mới có dở sắt lên là nó lại bị hở cái đường. Khỏi đang ngồi làm. Rồi cho nên anh kêu thôi về đi lành hết lên làm. Nó hiện giờ là Tâm bếp không bao giờ nói sai với ai bao giờ. Trong cái cuộc mà lên lấy video này cả thế giới đều biết. Trong lúc này thì đang bị nạn cũng nằm viện cũng đã khó khăn, nhưng mà chỉ có người nào mà thật sự thương lo Tâm lúc này thì Tâm sẽ lo lại nửa đời còn lại. Lúc này thì lo cho anh khoảng tầm tháng 2 tháng không? Không, khoảng 3 tuần nữa nó đang kéo mài. Trời, có 3 tuần mà đổi lên một đời luôn. Đúng, là Tâm sẽ làm lo người đó cả đời. Còn nói về là gái gú, Tâm không có cái máu đó, không biết bi ôm bi gì từ nhỏ lớn, mồ côi chỉ biết lo làm thôi. Nhưng mà lo gặp lấy vợ lần đầu là 31 tuổi, cho nên không được may mắn bị người ta đối xử như vậy, cho nên ở vậy tới giờ. Thôi cha mẹ mình sao mà anh nói là các chị cướp đất là sao? Cũng như là lúc má tôi mất á, thì mấy bà chị của tôi ở dưới quê hiện bây giờ là còn hai chị, nhưng mà không có chung dòng máu. Tại mẹ tôi hồi đó là cũng 3-4 chồng.
Bên Huy Hùng có bán mật ong rừng nguyên chất được khai thác từ trong rừng ra, giống như cái chai bên cái hình này, đảm bảo nguyên chất, chất lượng, an toàn, rất là tốt cho sức khỏe. Quý vị và các bạn mua hàng hãy mở hàng ra kiểm tra, đúng đảm bảo chất lượng hàng thật thì mới thanh toán. Quý vị và các bạn ủng hộ Huy Hùng hãy mua hàng thì liên hệ số điện thoại ở trên màn hình. Huy Hùng sẽ giao hàng miễn phí toàn quốc. Cho nên tôi ở với mẹ, ba tôi ở với mẹ, tôi chỉ có lọt cho mình tôi thôi, nhưng mà tôi là út gia đình. Nhưng do đợt đó là má tôi mắc đó là mấy chị anh đồ không cho hay, cho nên sửa lại những cái sổ đỏ lại hết. Cho nên giờ tôi cũng thấy vậy, tôi cũng không có buồn gì. Thôi bỏ luôn ha. Rồi tôi bỏ, tôi ít có về quê. Bây giờ anh muốn tìm một người khoảng bao nhiêu tuổi nè? Không, tuổi tác không thành vấn đề, nhưng mà người nào thương mình thật sự, lo làm ăn, thì mình sẽ đối người đó cả đời còn lại, đến chết thì thôi, chứ không bao giờ mà phụ người đó. 60, 65 thương mình vẫn mở lòng. Vẫn mở lòng luôn. Nhưng mà người đó là phải thật sự, không có lèn ngàn. Còn đối với Tâm á, thì nói thẳng là chỉ biết lo làm thôi, còn chơi bờ là không thích. Chỉ có cà phê, thuốc lá, có hai cái đó thôi. Còn nhậu thì không nhậu được. Nó không cần nhà cửa gì hết, chỉ cần người đó thương mình, lo mình trong thời gian 3 tuần này thôi. Dạ, là em sẽ mặn em nuôi lại cả đời còn lại, đến ngày em mất thì thôi. 3 tuần là mình bết quá hả? Dạ. 3 tuần là mình bết quá hả, đúng không? Dạ, 3 tuần thì em sẽ cử động được, tại sáng có thử bông uống nó hơi đau. Tại Mỹ Nghệ á, là làm bên Mỹ Nghệ á, nó uống sắc đặc không à. Đâu làm được, đang bị thương rồi sao làm được. Không, mà sáng em cũng bấm bụng chứ em không có muốn tới mà để đi xin xỏ người ta, tại vì quá rồi, đúng không? Tại vì em đã vô kẹt, bây giờ tiền thuốc lại hết, cho nên là sáng mới lên anh Lộc, anh mới kêu giờ mày lột băng ra đi, mày vô mày uống được có được không, thì mày làm. Thì sáng này vô thì thử cái bông để lên bàn máy nó chạy á, thì cái tay này mình chịu, nó kêu nó hở cái đường vít mai ra, cho nên nó nói thôi ra máu về, nó có đưa cho 100 ngàn. Rồi, nhưng mà sao hôm nay mà đi mặc đồ kỳ á? Dạ, mặc đồ kỳ á. Đồ này hả? Ừ. Dạ, cái tại vì không phải là cái gì, cái tay này á, là chỉ có sọt được áo thông ba lỗ thôi. Đúng rồi. Chứ không được mặc áo dài, áo đồ chọc vô cái này nó sẽ dướng. Không phải là do mình bất lịch sự đúng không? Đúng. Chứ do mình không phải là vô côn vô đảng, ti hồi nhỏ lớn là mình không có được gần cha gần mẹ, nhưng mà mình cũng có cái học đường đời, cái nào đúng cái nào sai. Ừ. Và cái nào không được làm. Cho nên từ nhỏ lớn giờ tâm thề một câu, giúp người thì có chứ chưa bao giờ ăn cắp ăn trộm gì của ai. Anh là quê ở đâu? Quê là thành phố Sa Đéc. Nhà là khóm 3/13, khóm 1, phường 4, thành phố Sa Đéc. Sa Đéc, Đồng Tháp hả? Dạ. Cũng đẹp trai, phong độ vậy anh nhỉ? Không, tại em cạo đầu, em mới cạo ra thôi. Tại mấy bữa có cái tay gọn không được, chứ tóc bữa dài 5 năm đàng hoàng chứ không phải vô côn. Hai mái đàng hoàng ha. Đúng. Nhưng mà do mấy bữa cũng như không có người nào để nuôi á, rồi mình cũng ngủ không được ở chỗ đàng hoàng cũng như trọ đồ. Cho nên mình cạo đi để cho nó mát mẻ, với cái tay mình không có di chuyển được như người ta. Rồi, bây giờ mình cao bao nhiêu, nặng bao nhiêu? Cao 1m71, nặng là 68kg. Ngon đó. Chuẩn. Nhưng mà đang ốm, chứ không phải lo bữa giờ nằm viện là ốm. Mất máu. Chứ hả? Đúng là tới 81kg lần. Ngày xưa đã từng làm chủ luôn. Không, từng làm chủ đó không, nói sai, kinh ở đây có luôn, kinh tích tốt có. Có luôn. Nhưng mà chưa bao giờ gạt ai, cả Bình Dương đều thương. Tại vì mình sống hồi nào giờ chưa mít lòng với cả anh em, nhưng chưa nói giao dối, nói gạt gì bất cứ ai bao giờ. Bây giờ cái ưu điểm, nhược điểm của bản thân mình thế nào? Yếu điểm thì nãy giờ như nói với mấy anh đó, là ở đây là em tới đây là cũng mong sự giúp đỡ của mấy anh, là nãy giờ mấy anh giúp đỡ em cũng rất là chân thành, cũng nhờ kinh của anh Hùng. Nhưng em nói nãy giờ ra là những lời sự thật. Ở đây em không cần vợ giàu vợ gì, chỉ biết lo làm ăn thương với nhau trong lúc hoạn nạn. Thì em sẽ hứa người đó ở với em không bao giờ ra đường thua súc người đàn bà nào. Một khi mà tay em lành em đi làm thì rất là có tiền, tại em vừa lãnh ngoài nữa, chứ không phải là riêng làm mướn cho người ta. Thí dụ như giờ em nói anh Hùng nghe, em đang làm cho tiệm đó là một ngày 650 đi, nhưng mà người ta điện em người ta lãnh riêng, thì em sẽ xách đồ nghề của em đi làm riêng cho người ta, chứ không phải là một làm một chủ đó là mình đi làm mướn cả chủ đó không. Thí dụ như mình lãnh thì mình báo chủ là bữa nay là tôi có việc gì nghỉ 3-4 ngày, thì mình đi lãnh làm xong mình quay về tiệm, chứ không riêng gì như bây giờ thì thu nhập nó cao hơn ha. Dạ, chứ tại vì mình cũng có tiền có bạc, nhưng mà bữa giờ cái tay này nó rất tốn rất nhiều tiền rồi, cũng bán vàng đồ ra tự làm tự sống, chứ chưa bao giờ xin gì ai. Rồi, thế bây giờ mình cũng không cần một người phụ nữ giàu, không cần người phụ nữ đẹp, chỉ cần một người bình thường mà yêu thương thật lòng thôi. Dạ,
Thì mong ở trên kênh này đó, mấy các cộng đồng mạng đó xem thì cứ gặp ngay chân anh Hùng. Thì ở đây là Tâm nói ra những cái lời là sự thật dưới đáy lòng. Trong khi lúc này nếu mà người nào mà lo Tâm trong vòng 3 tuần này nó kéo mài lành, Tâm sẽ lo người đó lại cả đời. Không có đàn ông như người ta mà loại mà bữa nay cơm cháo gì là không có. Hồi nào giờ Tâm sống rất thật, cái nào cũng như cái nấy, cũng hai với một, không bao giờ mà đi chơi bậy bờ. Nhưng mà mình cũng phải tìm hiểu kỹ người phụ nữ đó, không cần luôn hả? Em không cần, chỉ trong cần lúc này giúp em vết thương cho có người cũng như rửa gáy cho nó mau lành hẳn là em sẽ đi làm tiệm lại. Tại vì cái này gần Tết nó rất cần thợ. Cho nên đó, đối với em thì cái nghề của em làm cả đời cũng bất cứ đi đâu cũng không sợ thất nghiệp. Chứ em qua nay cũng đã thử rồi, đi mấy tiệm rồi nhưng mà mở ra làm thì nó sẽ uống những cái sắt nặng quá cho nên nó phải bung cái mối mới cắt chỉ mà. Tướng anh cũng phong độ đẹp trai, cũng có nghề mà giờ, từ hồi mà vợ theo trai rồi mình có tìm hiểu cô không, nào chị nào nữa không? Có quen cũng được hai ba người nhưng mà thấy đàn bà toàn là gạt tiền mình thôi chứ không có ai thật lòng. Là chỉ đến với mình là vì tiền thôi chứ không có đến vì thật tình. Nhưng mà người đó thì không phải là quen một mình cả ba bốn người. Trời ơi. Nhưng mà mình tới chừng mình biết á thì mình đã không va chạm vào nữa. Thì người ta sẽ điện mình nói ngọt ý ôi rồi mượn tiền mượn bạc chứ không có ai mà thương mình thật sự. Mình có siêu lòng không? Thì nói chung là ông mình thì cũng phái ngọt thì mấy có cho mượn rồi dính. Dính thì có xảy ra nhiều chuyện. Cho nên giờ mình không có nhắc đến nhưng mà mình nhắc á, chỉ người đó bây giờ sống cho tốt thôi. Đến ngày hôm nay là Tâm đã lên đây thì mong cái người vừa rồi đó xảy ra đi với Tâm đó sống tốt thôi. Đúng rồi, rút kinh nghiệm ha, rút kinh nghiệm cho bản thân, rút kinh nghiệm cho bản thân. Rồi thì bây giờ hôm nay lên đây thì anh có điều gì muốn nhắn gửi tới các cô các chị đang theo dõi video ngày hôm nay nữa không? Thì Tâm nào giờ thì nãy giờ nói là xong sự thật, anh em ngồi đây nghe là được. Tâm chỉ có mong sự thật là kiếm người sự thật, không cần đẹp không cần gì mà lớn tuổi không thành vấn đề, chỉ lo Tâm trong lúc này thôi. Rồi, mình yêu thương mình lo cả đời luôn. Dạ em lành là em lo người đó cả đời rồi, chứ không phải là một ngày một bữa hay là người ta nuôi mình rồi mình là lành rồi mình bỏ mình đi hoặc là đá ăn cháo đá bát, cái đó là Tâm không có tính đó rồi. Tại vì Tâm đã không cha không mẹ thì sống phải thật, ra đường người ta mới tin tưởng giao việc là mình làm ăn. Chứ thí dụ như mèo mà nói chó thì ra đường sống với ai? Đúng rồi. Thời buổi bây giờ mà nói gạt người ta chỉ một lần thôi, đâu có lần hai. Thế hôm nay lên đây anh có cam kết tất cả những điều anh nói là đúng và anh chịu trách nhiệm trước pháp luật với những lời nói của mình không? Bữa nay là tôi tên Nguyễn Nhân Bíp, là sanh tại Đồng Tháp. Nếu mà trên đây tôi có nói những lời gì sai, tôi cam kết chịu trước pháp luật, hoàn toàn dưới pháp luật hết, bắt tôi đi tù. Thế anh có đồng ý cho mọi người sử dụng hình ảnh và video của anh để chia sẻ lên các nền tảng mạng xã hội khác nhau và cam kết là không gỡ xuống, mình đồng ý không? Cam kết không sai một lời. Ồ, yên tâm nhá. Thì lên đây rồi anh em cũng sẽ chia sẻ lên câu chuyện của anh, nó cũng phải mang, phải nói là cũng độc lạ, độc nhất vô nhị. Từ bữa giờ có anh đầu tiên mà băng bó tay lên đây để tuyển tìm người yêu. Nhưng mà thôi, mỗi người đều có một cái mong muốn ha. Dạ. Thì mình cứ giúp anh chia sẻ cái tâm tư nguyện vọng này, biết đâu được có một chị nào đó đồng cảm với mình. Dạ. Thì điều đó cũng là điều may mắn ha. Rồi hạnh phúc nó có thể đến, mình cứ cánh cửa đóng lại, nhiều cánh cửa khác nó mở ra. Yeah. Ha, thôi lạc quan lên anh em, cũng chúc anh luôn mạnh khỏe nhé. Yeah, cố gắng lấy vết thương rồi tìm được một cái hạnh phúc thật sự của mình. Yeah, yeah. Rồi cũng cũng xin chúc anh em YouTuber ở đây được mạnh giỏi và mạnh khỏe, được hạnh phúc với gia đình và được kinh xem rất nhiều. Rồi anh nói chuyện cũng rất là hay ấy chứ, nói chuyện giỏi lưu loát đấy. Cũng xin cảm ơn toàn thể quý vị khán giả đã đón theo dõi câu chuyện ngày hôm nay. Rồi mọi người hãy để cho anh Bếp hả? Yeah. Anh Bếp một cái lời bình luận góp ý và bây giờ coi như thế nào theo như mọi người đang nghe cái tâm tư nguyện vọng của anh rồi đó, hãy để lại cho anh lời bình luận góp ý động viên chia sẻ và đăng ký kênh, bấm vào chuông để đón xem những video lần sau một cách nhanh nhất và mới nhất. Bây giờ xin cảm ơn và xin kính chào. Anh ngồi chụp hình đó.